nói thì hay quá, bà làm thử tôi coi nào. Đi đây tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chết đói mất. Nè, nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Mày thiệt không ạ? Có cái gì thái nhanh hơn không nhỉ? Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước kiểu ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Bốn giờ rồi đấy. Ui, cái lão này. Ngày con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi. Ba, từ nay mà không phải thải trừ nữa. Việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm gì giờ này mới bảo về? Ông lo cái gì? Thải chuối cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Được, ra ngoài cửa. Ông thấy cái đống chuối này chưa? Thì nào xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Đi ra đây. Ui, cái gì thế này? Máy thái chuối. Ông mực biết gì cái máy này. Ông bảo ông chỉ biết bia với rượu. Vào làm luôn mà.
Vâng, và đây là thành phẩm sau khi chúng ta băm cùng với chiếc máy băm cỏ 1.5 kW. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.